Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị. Hôm nay mấy anh em chiều nay mấy anh em chuẩn bị đi đặt lợp hết nha các bạn. Đây là cá mồi. Hôm qua mấy anh em đi thăm lú nè các bạn. Lú được nhiều cá này động lại, hôm nay mấy anh em đi đặt lợp ếch. Hôm nay thì mình cũng sẽ làm một cuộc thi đặt lợp ếch nha các bạn. Rồi mấy ngày rồi. Hôm nay có dịp thi thố để cho hai anh em có động lực đi đặt lợp. Thì mình chia lợp ra, bây giờ chủ yếu vô mồi trước nha các bạn. Vô mồi trước coi được nhiều lợp thì chia ra làm đôi hai anh em. Mình tính là tính số ký nha. Ký hả? Chứ không có tính đầu con ếch, mới đếm đầu con biết chừng nào. Vô mini đó. Tính số ký đi. Giờ hai anh em đi đặt thì ai đặt nhiều hơn thì được cái phần thưởng nhiều hơn nha các bạn. Thì tiếp tục như trước, thì ai được số ít nhiều thì được thưởng là 300k, còn ai ít thì 200k. Ít nhiều gì cũng có thưởng nha các bạn. Nhiều thì được tiền thưởng nhiều hơn. Thì cái tiền quỹ của mình hôm trước là còn tổng cộng là 2.9 triệu. Thì cái ngày mình ra ai nhiều được 300, ai ít thì 200. Rồi sáng mấy anh em đi thăm sớm rồi về bỏ lên cân, ai nặng hơn thì người đó chiến thắng được 300k, ai ít hơn thì 200k nha các bạn. Giờ mấy anh em mày chuẩn bị vô mồi rồi một chút sẽ đi đặt luôn. Chắc cái này chắc được cái chừng 30 cái à, không cái này. Cá nhỏ. Đây, cá nhỏ. 30 rồi. Sáng mấy anh em đi thăm mấy cái lợp ếch nha các bạn. Để thăm của Lý Thông trước. Con một trận. Ơi, anh đã giặt, anh kêu dữ lắm, một con. Cái đầu tiên, một con. Sáng nay mấy anh em đi thăm hơi trễ nha các bạn. Tối đi soi ếch khuya quá. Sáng thức hơi trễ. Tối đi soi mà không có các bạn ơi. Trễ sao không có. Cái khu bên đây mình xả hết rồi, không có chỗ bắt. Cái thứ ba. Hai con bự. Hai con ếch già. Ếch già. Hôm qua hai anh em người đặt mười mấy cái nha các bạn. Chào bà. Người 16 cái. Hay thưa. Này nè, lỗi lắm à. Có luôn. Rồi, cái này chắc quất luôn. Muốn cái chạy hai cái à? Đặt thừa hết. Có. Đây cái nữa. Hai ba con gì nè, hai con, ba con. Rồi, cái này được ba con. Ba hết, con ếch già. Trọng trọng không? Trọng vô nữa. Lội, lội hôm qua không chuyển miệng, hôm qua không có chạy. Đây cái nữa, quất luôn. Cái không tiền. Hai cái chất quất luôn. Ừ, quả thịt khói luôn, cái này chất quất luôn. Một con. Đặt mùa này là cái này là đặt cái đếm con. Đúng mùa của nó rồi chơi. Quá, bỏ đắng hả?
mùa hết. Bên đây kêu không kêu dữ lắm, sao đặt không chạy ngon chạy. Không đi soi kêu biết con ai. Ừ, một con. Con một thôi. Anh đi thăm nãy giờ. Nhiều quá. Nhiều rồi nha. Ở đây bị hát bắt đi hết rồi. Cái giường này em quá mà. Chạy. Rồi đây cá nữa. Ui. Hai ba con gì nè. Giật lại. Ba em. Cái riêng cái con mình chơi cái có cái không hay là cái có cái không cũng chơi giống đủ lợp để tiền nữa mình sẽ đi đầu con à. Cái này ghim ở đây đi. Xa quá, em đi xa quá vậy không. Nãy giờ có mười mấy cái lọt, lội cái cây số rồi. Rồi ba cái giường. Cái này đục lục nè. Đặt 20 mét cái, 20 mét cái. Một quẩy nước đục chân. Rồi một em. Em nữa. Đã luôn. Hết rồi không? Rồi. Đi thông đã hết. Rồi sao cái 16 cái chắc nãy giờ dính chừng 8 cái gì. Không được nữa. Không được 8 cái nữa. Cái đó. Rồi giờ lỗi về. Cái thâm lập của Kendo. Kendo muốn sao đây. Thôi giờ lội qua anh đây tới Kendo nha các bạn. Trang đặt bên đây. Đó cái nước trong vắt. Nước trong trong giống nè nè bên em nãy đã. Một em. Rồi có lại. Vô nằm em ru nó không quậy. Con con nhỏ là nó không quậy. Rồi đây cái nữa. Con một. Một con. Chạy đều đều là ngon này. Cái con thì chừng chết với đi thông nha. Chết à. Đi thông dính ít mà như được mấy cái, hai ba con vậy à. Cái thông dính có 7 cái. Có 7 cái à. Có. Ừ hai em. Thấy rồi, thấy hai em rồi. Đó. Thấy hai em rồi. Ở sao ít đây nhỏ. Trời. Chết bây giờ. Ba cái bốn con ha. Cái thông dính có 7 cái à. 7 cái à. 7 cái mà. Giờ anh vô lên lùm 3 cái liền rồi. 7 cái như tới mười mấy con nè. Mười mấy con. Chạy theo quậy quậy chắc. Rồi, ăn con. Có dính là được. Rửa đây nè. Nước mênh mông hơn bữa. Nè, rồi, đã lại. Nói bên kia. Không được. Ở bên đây không được lớn. Ít nhỏ nhưng mà dính đây dai hoài cũng được. Đây lại nữa. 3 cái. 4 cái 5 con ha. 4 cái 5 con. Ngon lành, ngon lành. Rồi đây cá nữa nha các bạn. Dưa hấu chanh tươi hành lá cà chua khoai lang đường đi cô bác ơi. Hai con. Hai con hả? Đây nước người nè. Cũng có hai cái mới chạy có đây. Bù lại hai cái chạy. Có con trọng trọng. Đây thêm cái nữa quá rồi. Căn ký chắc không bằng lý thông rồi nha cô Trang. Trời ơi, sẵn còn lợp nhiều mà.
còn nhiều đâu, nhiều nhiều chơi dính dính nhiều ghê, cái này không bằng đâu. Hai cái đi ướp nữa nè. Luồng này thấy hiu rồi nha. Hiu rồi. Ở đây nếu mà ếch đây cũng còn nhóc chưa vẫn không chạy. Nó đi bắt cặp nó không. Nó lòi hàng. Sợ nó no nước không rồi, no nước trong hang không? Mày mới bơm vô ngày qua mà. Đổ lúng rồi đừng bơm. Cho một hả? Rồi, cái này được con. Xong. Giờ. Ôi. Giờ đến đây. Cụ tải thấy theo. Rồi, cái cuối cùng của cua đen được 3 con. Rồi, cái cuối cùng được 3 con cũng ăn ủi. Cũng xịt xịn ý rồi nha. Xịt xịn ý với đứa thông á. Nhìn ra gì đâu mà. Lấy một lọt một chạy cái chục cá mà chạy có 2 cá. Chắc không nặng bằng đứa thông rồi. Rồi cái lọt này không có dính, lọt này phải dính chừng 2 cái nữa. 2-3 cái nữa là có tương lai. Nguyên lọt là 6-7 cái không có dính. Xong mấy ếch bự không à. Rồi hết rồi các bạn ơi. Hôm nay hai anh em cuộc thi đặt cà lập ếch. Chắc ếch này chắc đủ ăn quá. Tầm trẻ quá ếch vừa lại hết. Chắc người 1 ký rồi. Rồi anh em về tới nhà. Ai đem ếch này? Rồi mấy anh em giờ đổ ếch ra. Bên bên khu đen cũng dính được có 7 cái lọt rồi các bạn ơi. 7 cái mà thôi Lý Thông rồi. 7 cái chắc không lại Lý Thông rồi. 7 cái của Lý Thông mấy ếch già không à. Với nó chạy 2 cái 3 con rồi. Ừ. Ở đèn cũng có cái 2 con mấy cái vậy đó. Có cái 3 con nữa mà ít nhỏ hơn. Nay phần thắng 95% nghiêng về Lý Thông rồi. Ở đèn phải dính cả 10 cái mới vừa tại ít của đèn không được lớn. Phần thắng mà tưởng nó dính ít nhiều cái 7 cái. Không cũng 7 cái cũng kiếm ngoài ít à. Cái hôm nay hai anh em chắc được 2 ký ếch, hơn 2 ký ếch. Đổ ếch của Lý Thông, của đèn ngay trước đi. Ếch đổ trước đi. Ếch nhỏ nữa mà. Lập dính bằng nhau. Nhưng mà sơ thua là thua cái số lượng ếch lớn. Người dính 7 cái. Cái mồi đổ nhiều lắm mà. Cái mồi còn nguyên si luôn. Mồi đó chiều nhát về cái lợp mà. Rửa cái vườn vườn cũng ăn được. Nó mà ếch nhóc chơi mà không chạy kìa. Nó không chạy thì mình chạy. Mười mấy con hả? 7 cái như 11 con. Đen chắc được 1 ký, Lý Thông chắc hơn 1 ký. Nhà bên em ếch trong vườn. Mười con không? Đây em có 10 con lắm ạ. 10 con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con đúng luôn. Rồi 10 con không tới 1 ký rồi. Ếch đen ếch nhỏ nhỏ không à.
Đây, đây thành quả của Đen. 11 con của Lý Thông, biết được mười mấy con không biết. Không có điên 12, 13 gì quá. Chắc mình bỏ anh biết liền. Rồi, chưa đựng tí nữa. 900g 900g luôn cái vỏ. Đây của Đen, ít của Đen nhỏ nhỏ mà. Thua Lý Thông rồi. Thế Lý Thông lấy đặc biệt rồi. Lấy nhất rồi. Lộn hướng dẫn dò luôn. Không có. Đếm mà được mấy con? Bao nhiêu? 900g luôn cái vỏ đó. Trong cái vỏ. Thì, còn có 800g à. Tính theo Lý Thông cũng căng luôn vỏ. Ít Lý Thông chà bá, chà bá. Không bự. Mấy anh tới cũng vậy. Mấy anh đó không là đủ rồi. Ba con đó cỡ 600g rồi còn gì. Bự thôi à, ba con. Ký 2. 6 con đó. Gì? 6 con đó 1 ký à. Bốn con, chục. Chục. Còn á. Đó 12 con. Hơn cô Đen con mà ít bự hơn nữa rồi. Đi rồi, giả nó có rồi mà. Thấy lên căng mà nhẹ hơn mới hay rồi. Ở này ít gì cũng ký gử. Không thấy đâu. Cỡ ký 2. Ít bự cỡ ký gử đó. Đó, ký 4 luôn. Ký 4. Đi thông ký 4. Cô Đen 900g là 2 ký 3. Trừ bỏ chắc cũng còn 2 ký 2 ha. 2 ký 2. Bị này nhãn hiệu Ugan. Tổng số lượng của hai anh em được 2 ký lô mấy ếch nha các bạn. Phần thưởng thì 300k về thông ếch. Người 12 con, người 13 con. Ừ. Rồi 11 con, 12. Tối mấy anh em sáng nay tính đi thăm sớm mà tối đi bắt ếch nè, chạy vòng không có chỗ bắt ba gốc gạ không kêu quá kêu mà gốc gạ không bắt được nên sáng này chảy luôn đó. 2 ký 3. Nắm cái này ếch này giờ rộng lại nha các bạn, chúc mấy anh em làm món xong cầm nhớ rồi. Đây là ếch sáng mấy anh em đi đặt lọt các bạn, được nhiêu đây nè, cũng 2 ký mấy các bạn. Bây giờ hôm nay mấy anh em sẽ làm món ếch xào lăn nha các bạn, ếch đồng xào lăn. Lâu lắm rồi mấy anh em không làm món xào lăn. Hôm nay thật mấy chiếc dừa khô rồi xào lăn mấy con ếch này, chiều mấy anh em làm sương sương nha các bạn. Mình bỏ hồi sáng Lý Thông với Quy Đen đây, hai anh trăm tài. Lý Thông được ký mấy, Quy Đen được 900g. Hơi bị tệ. Lội sạch khói luôn, ký mấy. Hết cái này nó bắt cặp mà nó không chịu chui lọt ăn này. Con cho bá thì bá không thấy không. Đây anh em lượng mới hết đây làm nè các bạn. Ếch này mà ếch đồng mình để ra nha các bạn. Rồi anh thử mở tỏi. Này làm món ếch xào lăn sần lau. Này của Đen chơi 1 trái. Tới nước dừa luôn rồi. 2 trái luôn. Cặp à, có 2 không. Lò nước dừa cho bá luôn. Này ăn béo tới luôn rồi. Rồi, mới xào xong nha các bạn. Xào xong rồi dắt nước cốt vô. Rồi, món ếch xào lăn của mấy anh em xong nha các bạn. Một nồi luôn, này mới múc ra có con dĩa à. Đây, bánh mì. Ếch xào lăn chấm với bánh mì nha các bạn. Buổi chiều cũng không ăn bún. Đây, bình tiểu đồng tử. Có bún. Hôm nay bán chỗ nào cũng hết bún.
bún buổi chiều ăn cũng ấn. Bánh mì rất ăn. Đây buổi chiều mấy anh em hưởng thành quả nha các bạn, làm sương sương vài ly. Sáng được 2 ký mấy. Cái này làm như ếch nhiều mà mình đặt không chạy mấy các bạn ơi. Chưa vô đâu. Ếch kêu dữ lắm, kêu luôn rồi sao mà không vô. Mấy bữa mấy anh em đi soi ếch nó kêu mấy cái chỗ mà lúa xạ rồi á. Vậy đó mà đặt nó không chạy. Cái này Lý Thông lo bắt cặp không mà không có không có chịu ăn vậy chứ hả? Con kim chạy vậy. Lo bắt cặp rồi. Thôi. Mày. Mì nóng giòn luôn. Mì nóng giòn. Mì mới lấy về luôn. Cái lò. Quá. Hai trái dừa luôn. À. Đòi bỏ thêm bịch sữa bịch nữa đó nha. Béo luôn, cái này đang thiếu sữa hay gì đây? Thiếu sữa gì? Trời ơi con, giờ đang thiếu sữa mình phải làm để cho nó bổ sữa chứ. Cái dành cho nó mà thiếu sữa gì vậy? Vô đi. Đừng để dành cho nó, bây giờ cha nó đang thiếu sữa. Vô. Ốm hả? Vô, ốm lại. Rồi xin mời cô chú anh chị. Vô bạn ơi. Cô chú anh chị. Phương xin mời cô chú anh chị và bạn nha. Hôm nay mấy anh em làm món ếch xào lăn. Thành quả sáng của mấy anh em đi đặt lợp, thăm lợp. Sáng này bị hơi bị thất thu. Tính ra ba mấy cái mà có 2 ký mấy là quá trời thất luôn. Quá bèo. Đen có 900 gram luôn. Ít nó nhỏ không. Chứ không được ký tư. Tính đâu bên em bèo rồi, bên đen còn bèo hơn nữa. Đen mới vô làm ngon lắm nha. 4-5 cái liền luôn, dễ dàng nha. 4-5 cái liên tiếp của anh đây nguyên lọt luôn. Mà ít của đen nhỏ nhỏ không à. Ít nhỏ. Nếu tính đầu con hình như Lý Thông hơi con à. Hơn con à. 1 con, 12 con. Vô bè. Rồi cũng dữ lắm, lội sạch khói luôn đó mà cuối cùng cũng hơn con. À, xin mời cô chú anh chị các bạn luôn nha. Tại ít nó không vô rồi. Ếch nhóc mà chứ. Ếch không vô, chưa vô. Mưa đã chưa có rớt cây mưa nào đầu tiên nè, bởi ếch nó chưa chịu vô. Không muốn vô rồi. Đây nè, chiều nay chuyển mưa nữa kìa. Chuyển đang kỉnh chứ. Đây, Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là chị muốn mì mà sợ không kịp luôn. Không đang kỉnh, mình đang dặn cảnh thứ tư. Dạ, chuyển dữ lắm rồi. Không cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Không miếng ếch xào lăn. Cảnh thứ tư hồi nay đang phù luôn á. Mình nói chắc mưa. Mưa xuống đám thì đám cho nó mát mát vậy, nóng quá. Cũng chưa nóng chịu không nổi luôn, nóng nhức đầu luôn. Đứng gió luôn rồi. Đứng gió mới ghê. Sợ mà gầy gió hù hù tự nhiên bữa nay nắng đứng gió. Mấy miếng đậu phộng vô thơm nữa. Đứng gió đổi gió muốn mưa. Ừ. Chiều nay là mưa thiền, thấy đèn cảnh ở chân nữa cả. Chuyển đi đang qua. Quá béo rồi đèn ơi. Cái này mà có bún không? Chan vô cái nữa. Tới luôn ha. Này, bánh mì này cũng no vậy. Nhậu mà nhờ ăn bánh mì lâu xay lắm nha. Nó hồi nó xay rồi, nó 3 ngày luôn. Cái gì xay rồi bỏ ăn luôn. Thế nó nở ra rượu nó rút ở trong á, nó tan rồi. Rồi. Bỏ số vụ nó đi làm. Mê mồi chúng mồi. Không. Nha. Vô. Rồi xin mời các bạn nha. Vô các bạn ơi. Vô các bạn. Trời mưa đêm nay nó đổ lúa có. Sáng thêm sao đổ cá nhóc dần nha. Cá mồi đổ nửa thao. Thôi bự thời gian á. Mấy cái lắm. Mưa lớn lớn rồi chạy à. Đặt trong kinh nhỏ khúc trên. À, mình cũng mới xuống thêm 9 cái lú nữa là 15 cái. 15 cái là mà mưa đám lớn lớn chạy rồi. Nó đâm càng nữa. Thank you.
lú có tôm càng, dính tôm càng á. Xong rồi nói cả này mình có tôm càng, có anh nào vô bình luận có ghe nào bán tôm càng bị chìm. Chìm nó cho hả? Chìm cho à, lại đi. Thế tự nhiên có bất ngờ thôi chứ. Nhưng mà chứ cũng có mà lâu lắm rồi. Ít lắm. Lâu lắm rồi thì mình mới gặp lại tôm càng vậy. Mà ở ngoài sông bự mới có, trong sông nhỏ làm gì có, mà vô có mà lâu lâu mới đổ được con. Chứ đâu mà đổ vừa đó. Dính lưới rồi, dính lưới được hai con. Thấy lạ lạ rồi ha. Thấy lạ lạ, thấy kỳ kỳ. Không biết có cái điểm gì tới. Hết ở ngoài cồn sông Hậu mới nổi cồn đó ha, giữa sông. Nói xong mà tiện sông Hậu, sông Hậu. Gần nhau á. Ngay đó luôn á, anh giao trên xíu. Thì nó vừa qua cua cái vừa qua cua đó. Ngay chăng cái chỗ mình cái đợt mà mình bị mắc cạn, nó rướng lên, nó rướng làm cái bựng lên, nó chạy tốt ngoài mình. Tại giờ mình quay làm chừng mình lên luôn á. Thấy không? Cái cồn chỗ sông Dầm Nao mà không gần gộ quay nói nổi cồn vậy các bạn. À, mấy tháng trước mấy anh em đi cái chuyến cuối cùng mà đi Đồng Tháp. Sông Đốc. Qua Châu Đốc, Châu Đốc qua Đồng Tháp qua luôn á. Cái chuyến đi qua Đồng Tháp á. Giờ đi mấy chuyến liên tiếp mấy anh em chạy ngang đó là ghe nó rướng lên đó bạn. Chạy ngang nó rướng lên một cái sừng cái á. Không biết cái gì. Rồi sau này chuyến sau này mấy anh em đi chạy vòng xích ra ngoài sâu. Nó gần gần trong mé rướng lên cái cồn cát á, cồn nó nổi mà. Nó hơn 30 năm rồi mới đảo lại vậy. À, lúc đó đâu có thấy bà cắm bẹo cũng gì đâu có để cháy nổi chứ phao không. Lúc đó chưa, hình như là chưa ai phát hiện luôn á. Chưa có nổi chứ phao, chưa có để chứ phao. Đang chạy ngon lành tự nhiên rướng cái nó sừng cái ghe nghiêng bên. Tưởng là ổng nổi lên á. Tưởng là ổng nổi lên hả? Tưởng là ổng nổi lên rồi. Nghĩ xong chỗ đó sâu vậy mà sao mà cát nổi lên được hay nha. Cát bồi, cát bồi mau. Bên lỡ bên bồi. Chứ thằng mình không ít lấy chừng vài năm rồi thấy dùng trùng lên rồi. Mau. Như lòng đất tự nhiên dưng lên ha. Tính là người ta lấy cát đá với lửa cát với nhiều dưới sông luôn nói chắc. Khó hoài. Lâu dưới sùi sùi lên á, mấy cái mặt nước nó sùi cát lên. Dạ. 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 Quá lâu lâu ăn ếch xào lăn ngon quá. Xin mời cô chú anh chị các bạn nhé. Vô bạn ơi. Vô. Mấy anh em chắc uống đây này nữa, anh em xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Thì hôm nay anh em đi thăm lập ếch sáng. Tối cũng có đi soi nữa bạn, nhưng mà không có. Đúng bạn, rồi, được có mấy con rồi. Tính đi soi mà không có ếch, khu mình giờ xả hết rồi. Đi vòng vòng bên kia gốc gạ nhiều quá, người ta chưa có sới á. Nên em không có bắt được. Sáng này cho nên là đi thăm lợp trễ luôn á. Cũng được 2 ký mấy, về làm món ếch xào lăn. Giờ mấy anh em hưởng thành quả làm xương xương về ly nha. Thôi, Phương cũng xin uống ly này, Phương xin kết thúc video ở đây. Giờ xin chào các bạn. Chào chú anh chị. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Thì dạt trên mặt phía mà tối mình lội đó, dạt chục gà đó. Nhà tối mà tối nay đó sới lên cái là ngon luôn ha. Nó quất đâm mưa nữa. Nó mưa lớn mới được. Đắng chưa sới. Mưa lớn. Nhưng mà gốc gà nhiều quá không thấy nữa không ơi. Dạ khó lắm. Ừ, dạ phải phát mới được. Với thằng sáng trăng nó khó bắt lắm. Kêu với bờ kinh.